Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng 5 Tết Quý Mão năm 2023. Hy vọng quý vị đang trải qua những ngày nghỉ Tết vui tươi, đầm ấm bên người thân và gia đình. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Cảnh sát giao thông tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân trở lại đô thị sau Tết. Ngày mùng 4 Tết, Vũng Tàu đón hơn 82.000 lượt khách đến vui chơi tắm biển. Sách cổ ngụ ngôn La Fontaine dự tính đấu giá đạt mức 1,5 đến 2,5 triệu đô la Mỹ. Từ hôm qua, người dân trên cả nước đã bắt đầu quay lại các đô thị để lao động học tập. Cục Cảnh sát Giao thông vừa có điện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức ra quân, bố trí tối đa lực lượng để tổ chức triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố, thị xã, nhất là tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đồng thời tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét, chở quá số người quy định trên đường bộ và đường thủy. Ghi nhận trong chiều mùng 4 Tết, tại các tuyến đường cửa ngõ phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về khá đông. Dự kiến từ chiều 26 đến 27 tháng 1, tức mùng 5 và mùng 6 Tết, lượng người từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng rất cao. Trước phản ánh của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua về việc một số cây xăng trên địa bàn quận 7, quận 12 treo biển nghỉ Tết dẫn tới tình trạng một số người dân không mua được xăng, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quân kiểm tra các cửa hàng xăng dầu nghỉ Tết. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi có phản ánh của người dân, đơn vị đã nhanh chóng ra quân kiểm tra các cửa hàng do người dân phản ánh. Đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động, ngừng bán hàng không đúng theo quy định, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo thẩm tra, xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm như ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt nhằm ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm qua mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai, Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Giêng âm lịch và ở mức cao trong 24 giờ qua. Đây là đợt triều cường cao cần đề phòng ngập úng các vùng trũng thấp và ven sông. Dự báo trong ngày hôm nay 26 tháng 1, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,64m trên mức báo động 3, trạm Nhà Bè trên kênh Đông Điền là 1,62m vượt báo động 3. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành địa phương chủ động kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn chiều sung yếu. Thành phố Thủ Đức và các quận huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống kiểm soát chiều, kênh dẫn dòng sung yếu, vận hành hiệu quả các cửa xả, cầu kiểm soát chiều, trạm bơm. Đối với các tuyến đường ngập do chiều cường, đoạn bờ bao thường xuyên bị tràn bờ hoặc đã xảy ra sạt lở, phải lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng. Vũng Tàu luôn là điểm đến yêu thích của người dân các tỉnh thành Đông Nam Bộ lẫn khu vực lân cận vào dịp lễ Tết. Chỉ trong ngày mùng 4 Tết, Vũng Tàu đã đón hơn 82.000 lượt khách đến vui chơi tắm biển, tăng hơn 49% so với thời điểm này năm ngoái. Thời tiết không quá thuận lợi khi gió to sóng lớn, nhưng tại khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu, chiều mùng 4 Tết vẫn rất đông du khách vui chơi tắm biển. Năm nay, chính quyền địa phương phối hợp cùng các đơn vị liên quan sớm chuẩn bị công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh an toàn cho du khách và người dân đến vui chơi giải trí. Tại khu vực bãi sau cũng diễn ra ngày hội thả diều với chủ đề Bay lên những ước mơ với sự tham gia của 10 nghệ nhân diều đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay đến Vũng Tàu rất là vui, không khí rất là nhộn nhịp.
đặc biệt ăn uống thì giá cả rất là hợp lý, còn hoạt động thả diều thì rất tuyệt vời. Một người mà điều khiển tới 4-5 chiếc diều, năm sau có thể là gia đình sẽ đến Vũng Tàu lần nữa. Chúng tôi cũng mong muốn rằng thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục tổ chức những cái lễ hội như thế này để chúng tôi được tham gia tổ chức phục vụ cho bà con. Dự báo những ngày tới, du khách sẽ tiếp tục đến Vũng Tàu nghỉ dưỡng, tắm biển và vãn cảnh chùa đầu năm. Công tác đón và phục vụ đang được ngành chức năng và doanh nghiệp du lịch thành phố tăng cường nhằm mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách. Trong mùng 4 Tết Quý Mão, huyện đảo Lý Sơn đã khai hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh. Ngoài nghĩa cử tri ân công đức các vị tiền hiền buổi đầu khai sinh đất đảo và những tiền nhân đã ra đi bảo vệ quê hương, lễ hội còn gửi gắm năm mới, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để nhà nhà an vui, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau nghi lễ cáo hốt tiền hiền, xin phép khai hội, lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh Xuân Quý Mão chính thức diễn ra trước đền làng An Hải, đền làng An Vĩnh. Một cái lễ hội cổ truyền rất là lâu đời, đình làng hàng năm phải tổ chức để phục vụ trước tâm linh sao khán giả, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, dân chúng được bình an hạnh phúc. Thuyền đua ở đảo Lý Sơn mang biểu tượng Tứ Linh, Long Lân Quy Phục. Mỗi thuyền đua có 24 vận động viên thi đấu tài năng, vững tay lái, tay chèo, điều khiển thuyền đua vượt sóng trong tiếng trống, tiếng xeo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân. Nếu mà Tết mà không bơi là không ra ngày Tết. Cho nên con em của chúng ta dù đi đâu bất cứ chứ Tết phải trở về để cậu bơi rồi đi đâu đi. Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh được cư dân đảo Lý Sơn gìn giữ, bảo tồn gần 200 năm qua, được xem như một lời khẳng định về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lễ hội kéo dài đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch năm nay. Thưa quý vị, trong gần 150 năm tồn tại, triều đại nhà Nguyễn đã để lại những di sản văn hóa và tri thức quý giá, trong đó có tinh hoa Đông y được đúc kết từ nhiều thế hệ, tiêu biểu cho nền Đông y dân tộc. Và ngày nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của y thuật cung đình và khôi phục Thái Y Viện Triều Nguyễn để trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo của vùng đất cố đô. Từ các tư liệu cổ và mộc bản Triều Nguyễn còn để lại, các lương y Huế đã sưu tầm được hơn 1.000 bài thuốc của Thái Y Viện xưa kia. Để phát huy giá trị của tinh hoa Đông y và y thuật cung đình, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai đề án phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu, xây dựng và thành lập Viện Thái y Huế trên cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền. Chúng tôi ở ngành khoa học cũng sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành các cái danh mục nghiên cứu khoa học để mà đánh giá lại cái chất lượng các cái loại thuốc này. Sở Du lịch cũng sẽ triển khai đề án về du lịch chăm sóc sức khỏe tại Thừa Thiên Huế, và trong đó cũng sẽ có một mục liên quan đến việc phục hồi và đưa cái y thuật cung đình vào phục vụ du lịch. Dự kiến tỉnh cũng sẽ đề xuất thêm sự hỗ trợ của Bộ Y tế trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của y thuật cung đình Triều Nguyễn nhằm tạo sự khác biệt, mang tính đặc thù cho mảng du lịch chăm sóc sức khỏe đất cố đô. Ở phần an ninh trật tự và an toàn giao thông, hai vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, giao thông ùn ứ nhiều km. Xe tải nhỏ bất ngờ bốc cháy lan sang nhiều máy lạnh cũ. Hôm qua trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến hàng loạt phương tiện nối đuôi kéo dài nhiều km trên đường. Theo đó, vào khoảng 16 giờ, một ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đi đến địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An, tài xế giảm tốc độ để tránh va chạm vào xe chạy phía trước. Thế nhưng, lúc này, một xe khách chạy cùng chiều phía sau chờ tới do không xử lý kịp tình huống đã tông vào đuôi xe 7 chỗ. Tiếp đó, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 1 km cũng xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô con. Cả hai vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tính đến ngày hôm qua, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm 77 người chết, 96 người bị thương. Hôm qua mùng 4 Tết, Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương đã phát hiện 3.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, phạt tiền gần 6,5 tỷ đồng, tạm giữ 81 ô tô, gần 1.760 xe máy, tước 729 giấy phép lái xe các loại, xử lý hơn 410 trường hợp vi phạm nồng độ cồn,
hơn 220 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp sử dụng ma túy. Cũng trong hôm qua, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm, lưu lượng xe tăng cao. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông kịp thời nên không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Để hỗ trợ người lao động trở lại các khu công nghiệp sau Tết, hôm qua Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cấp phát nước uống, khăn lạnh, mũ bảo hiểm miễn phí cho người dân đi xe máy trên các tuyến quốc lộ đi qua địa phương. Theo đó, bắt đầu từ 7 giờ ngày hôm qua 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 7 tổ công tác gồm hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại các tuyến quốc lộ 1A, 20, 51 để đảm bảo an toàn giao thông và tiếp sức cho người dân đi qua địa bàn để trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết. Tại các điểm phát nước, người dân đã chủ động dừng xe để nhận những chai nước, khăn lạnh, mũ bảo hiểm từ tay các chiến sĩ công an và không quên gửi lời chúc mừng năm mới. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, việc phát nước, khăn lạnh cho người dân trở lại sau Tết sẽ được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1. Trước Tết, đơn vị đã phát miễn phí hơn 50.000 chai nước suối, khăn lạnh và hơn 300 nón bảo hiểm cho người dân về quê đón Tết. Hôm qua, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Anh, trú tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm, pháo nổ. Trước đó, Công an huyện Vĩnh Cửu bắt quả tang Nguyễn Mạnh Tiến, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tàng trữ hai hộp pháo nổ có trọng lượng 3,1 kg. Tiến khai nhận mua những hộp pháo trên của Nguyễn Văn Anh để sử dụng. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Văn Anh, công an thu giữ 11 ống pháo nổ, 101 hộp pháo và gần 1.100 viên pháo nổ, tổng khối lượng pháo gần 187 kg. Làm việc với cơ quan công an, Văn Anh khai nhận mua pháo của một đối tượng chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội về bán trong dịp Tết để kiếm lời. Chiều qua, Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 14 giờ, một xe tải nhỏ đang dừng sát bên một cơ sở điện máy bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa cháy lan sang nhiều máy lạnh cũ. Đám cháy bùng phát mạnh khiến việc dập lửa tại chỗ bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Sau hơn 30 phút nỗ lực phun nước, đám cháy được dập tắt. Cơ sở điện lạnh bị thiệt hại nặng, phần đầu xe tải cùng nhiều máy lạnh cũ bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thế giới trong đêm có gì? Hãng Tesla đầu tư hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ để phát triển sản xuất xe điện ở bang Nevada. Điều thú vị về sự khác biệt giữa thỏ và mèo trong văn hóa phương Đông. Ngày 24 tháng 1, hãng Tesla thông báo sẽ đầu tư hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ để mở rộng khu nhà máy phức hợp và các dây chuyền sản xuất xe điện ở bang Nevada của Mỹ. Kế hoạch mở rộng bao gồm việc xây thêm hai nhà máy mới, trong đó một nhà máy được dùng để sản xuất đại trà xe tải điện Semi. Nhà máy còn lại dùng để sản xuất pin mới. Nhà máy này có thể sản xuất đủ pin cho 2 triệu phương tiện hạng nhẹ hàng năm. Với việc mở rộng cơ sở vật chất, Tesla sẽ tuyển thêm khoảng 3.000 lao động. Hiện tại, khu nhà máy sản xuất của Tesla nằm tại thành phố Sparks của bang Nevada, sản xuất pin lithium-ion, phụ tùng xe và các sản phẩm khác, chẳng hạn như hệ thống pin dự phòng trong nhà Powerwall. Về việc sản xuất xe tải điện Semi sau thời gian bị trì hoãn, Tesla đã giao những chiếc xe đầu tiên cho khách hàng. Hãng này lên kế hoạch sản xuất khoảng 50.000 chiếc vào năm 2024. Một số đối thủ cạnh tranh của Tesla là Freightliner, Volvo và Nikola. Ngày 25 tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một sáng kiến chung với Nam Phi nhằm chống nạn buôn bán động vật hoang dã, rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở cả hai quốc gia. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang có chuyến công tác đến Nam Phi và đã tham quan một khu bảo tồn động vật hoang dã gần thủ đô Pretoria. Bà cho biết Mỹ và Nam Phi sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa các đơn vị tình báo hai nước, đồng thời thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tập trung vào việc chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã. Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Tài chính Nam Phi sẽ hợp tác thông qua các lĩnh vực công và tư trong khu vực để cải thiện các biện pháp kiểm soát nhằm chống nạn rửa tiền và các khoản thu bất hợp pháp liên quan đến buôn bán ma túy và buôn bán động vật hoang dã. Trong hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và các lãnh đạo doanh nghiệp nước này.
Giới nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Copenhagen Đan Mạch vừa công bố báo cáo cho thấy nhiệt độ ở nhiều nơi trên đảo Greenland đã ấm hơn cách đây 1.000 năm. Dựa trên các mẫu băng và tuyết được lấy ở độ sâu trong vùng băng lạnh giá, các nhà khoa học đã lập được bản đồ nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung đảo Greenland từ năm 1000 đến năm 2011. Kết quả cho thấy trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ thứ 21, nhiệt độ ở Greenland ấm hơn nhiều so với 1000 năm trước. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, băng ở Greenland là nhân tố chính cho thấy mực nước trong các đại dương trên trái đất đang tăng lên bởi vùng Bắc Cực đang nóng lên với tốc độ nhanh hơn các nơi khác trên trái đất. Theo tính toán của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, trong kịch bản tồi tệ nhất, băng ở Greenland sẽ khiến mực nước biển tăng thêm 18 cm vào năm 2100. Chim cánh cụt hoàng đế hiện thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng. Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc cơ quan thăm dò Nam Cực của Anh cho biết họ đã phát hiện ra một khu vực ở Nam Cực có loài chim cánh cụt hoàng đế sinh sống. Theo đó, nhờ công nghệ lập bản đồ vệ tinh, các nhà khoa học đã biết thêm một nơi ở mới của loài chim cánh cụt hoàng đế, nâng tổng số địa điểm sinh sống của loài chim này lên 66. Ở địa điểm mới nhất có khoảng 500 cá thể chim, nhưng khu vực này khá nhỏ và nằm trong vùng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng băng tàn. Chim cánh cụt hoàng đế là loài động vật đặc trưng của Nam Cực, có kích thước lớn nhất trong số 18 loài chim cánh cụt với chiều cao lên tới 1,2 mét. Loài này đang đối mặt với nguy cơ không còn chỗ sinh sống do biến đổi khí hậu khiến băng tàn. Cũng giống như người dân Việt Nam, người dân ở một số nước châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng đang náo nức đón chào năm mới. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở các nước này, năm Quý Mão không phải là năm mèo mà là năm con thỏ. Xung quanh sự khác biệt này có khá nhiều điều thú vị. Ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, con thỏ được coi là may mắn nhất trong số 12 con giáp vì có nguồn gốc từ cung trăng là biểu tượng của sự trường thọ. Năm 2023 là năm con thỏ. Tổ tiên của chúng tôi tin rằng năm mới sẽ mang lại tài lộc số với đặc điểm của con vật của năm đó. Con thỏ có hai chân trước ngắn, hai chân sau dài. Nó có thể nhảy lên đồi, núi rất nhanh. Vì vậy, con thỏ mang ý nghĩa thăng tiến và nhanh nhẹn. Còn trong văn hóa Nhật Bản, người tuổi thỏ thường được cho là may mắn nhất trong 12 con giáp. Họ là những người có khả năng ăn nói lưu loát, tài năng, đoan chính và kín đáo. Còn theo quan điểm của người Trung Hoa, con thỏ tượng trưng cho nét thanh lịch, nhạy cảm với nghệ thuật, âm thanh và cái đẹp. Vì vậy, bên cạnh những câu chúc Tết về tài lộc, sức khỏe, may mắn như thông thường, riêng trong năm thỏ, người Trung Quốc sẽ chúc nhau tiết thỏ tặng con thỏ, cả nhà được vui vầy, chân thỏ dẫn đường tài lộc, hay nghìn con kiều trước mắt cũng không bằng một con thỏ trong tay. Thành phố Hạc Bích của tỉnh Hà Nam Trung Quốc đã đón năm mới bằng màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Hàng ngàn người dân đã đổ đến đây để cùng gia đình nhìn ngắm màn biểu diễn nghệ thuật. Năm nay, màn trình diễn ánh sáng được kết hợp kỹ lưỡng với kiến trúc của thành phố để đem đến bữa tiệc thị giác cho khách tham quan. Không chỉ chiếu sáng bầu trời đêm mà còn giới thiệu văn hóa, câu chuyện và làm nổi bật lịch sử của thành phố Hạc Bích. Tôi đến đây cùng cha mẹ, cho tới giờ tôi mới nhận ra thành phố quê hương mình thật sôi động biết bao. Màn trình diễn ánh sáng rất lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, người dân Trung Quốc được hưởng cái Tết gần như bình thường. Sau khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19, các hoạt động vui chơi và du lịch dần phục hồi và không khí nô nức ngày Tết cổ truyền đã lan rộng khắp đất nước. Một trong những bản ngụ ngôn La Fontaine cổ do chính tay họa sĩ Jean-Baptiste Ondrie minh họa được trình bày ở nhà đấu giá Christie's New York. Người ta ước tính cuốn sách hiếm này có thể đạt mức giá 1,5 đến 2,5 triệu đô la Mỹ. Cuốn sách xưa gồm những chuyện ngụ ngôn của nhà văn Pháp Jean de La Fontaine được xuất bản vào thế kỷ thứ 18, được chính tay họa sĩ nổi tiếng Jean-Baptiste Ondrie vẽ minh họa đã được trưng bày trong khuôn khổ những chuẩn bị cho mùa đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Cuốn sách có trên 130 tranh vẽ của họa sĩ Jean-Baptiste Ondrie, họa sĩ hàng đầu chuyên vẽ các động vật. Ông đã minh họa cho 6 cuốn ngụ ngôn đầu tiên của văn hào La Fontaine 1621-1696. Những bức vẽ này phản ánh một cách sinh động đời sống xã hội Pháp từ đô thị đến nông thôn vào thế kỷ thứ 18. Các tranh minh họa của Ondrie cho thấy tài năng của họa sĩ này trong việc kể chuyện bằng hình ảnh. Nhà đấu giá Christie cho biết đây là cuốn sách cổ duy nhất còn đầy đủ của tập đầu trong loạt ngụ ngôn La Fontaine do Ondrie minh họa vừa được xuất bản vào thế kỷ thứ 18. Ngụ ngôn La Fontaine là một trong những áng văn chương cổ điển của nền văn học Pháp,
một số nơi chọn lọc đưa vào sách giáo khoa. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm qua theo giờ Việt Nam tại một tòa chung cư cao tầng ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Lửa bùng lên vào khoảng 10 giờ sáng giữa địa phương từ tầng 15 của tòa nhà và nhanh chóng lan lên tầng 24. Đến giữa trưa, lực lượng chữa cháy đã kiểm soát được ngọn lửa. Tòa chung cư có gần 300 căn hộ, trong đó 267 căn có người ở. Nhiều người dân đã tự sơ tán khi phát hiện hỏa hoạn. Nhà chức trách cho biết nạn nhân tử vong được tìm thấy trong căn hộ nơi ngọn lửa bùng lên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng mùng 5 Tết của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho 60 giây sự quan tâm và theo dõi mỗi ngày. Chúc quý vị tiếp tục tận hưởng những ngày xuân vui tươi cùng với gia đình. Vào lúc 18 giờ 30 phút hôm nay, những thông tin mới sẽ được tiếp tục cập nhật trong chương trình 60 giây. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.